ghế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về xin chào các bác, em là Ngọc Anh và em đến từ Ngọc Anh Tranh Đồng. Tất cả chúng ta đều có quê hương là nơi được sinh ra, nơi chôn rau cắt rốn, nơi nuôi chúng ta lớn lên và trưởng thành. Quê hương chính là nơi nuôi dưỡng chúng ta cả về mặt tâm hồn và thể xác. Chính vì vậy, bức tranh cội nguồn quê hương được ra đời để thể hiện cho tình cảm lớn lao đối với quê hương. Dù có đi đâu vẫn nhớ về quê hương, về cội nguồn. Trong video ngày hôm nay thì các bác sẽ cùng em Ngọc Anh chúng ta tìm hiểu về top 4 vị trí treo tranh cội nguồn quê hương để mang lại nhiều ý nghĩa nhất cũng như là đẹp phù hợp nhất với không gian các bác nhé. Tranh cội nguồn quê hương khắc họa hình ảnh của cây đa, giếng nước và sân đình, cảnh sinh hoạt của những người dân thôn quê. Đây là những đặc trưng tiêu biểu mà chỉ có ở vùng quê. Những hình ảnh này đưa chúng ta trở lại với không gian sống đơn sơ, giản dị, bỏ lại những bộn bề của cuộc sống tấp nập hiện nay. Vâng, và top 4 vị trí treo tranh cội nguồn quê hương trong video ngày hôm nay mà em Ngọc Anh muốn mang tới và cũng như là giới thiệu với các bác, đó sẽ có các cái thứ tự lần lượt. Đó là đầu tiên thì các bác có thể treo cho em Ngọc Anh những bức tranh cội nguồn quê hương như thế này tại vị trí phòng khách nhà mình. Vị trí thứ hai đó chính là tại không gian làm việc. Vị trí thứ ba đó là tại những cái sảnh của công ty. Và vị trí cuối cùng mà các bác có thể lưu ý chúng ta nên treo những dòng tranh cội nguồn quê hương ý nghĩa như thế này, đó chính là tại nhà hàng hoặc là sảnh khách sạn các bác nhé. Sự xuất hiện của bức tranh đồng cội nguồn quê hương với vẻ đẹp mộc mạc, chân thành và lãng mạn nên thơ giúp chúng ta liên tưởng đến những giá trị chân thực và giản dị của cuộc sống. Mỗi khi ngắm nhìn những bức tranh, chúng ta sẽ cảm giác nhẹ nhàng và thư thái, yên bình, vui vẻ và hạnh phúc. Với những người con xa quê, đây chính là liều thuốc tinh thần vô cùng hữu hiệu để xoa dịu nỗi nhớ nhà, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, buồn chán hay tuyệt vọng, và từ đó sẽ có thêm động lực để tiếp tục cố gắng phấn đấu, học tập và làm việc. Mặt khác, bức tranh còn thể hiện tình yêu sâu sắc với quê hương, niềm tự hào về nét đẹp đơn sơ, giản dị, mộc mạc của làng quê, đồng thời phản ánh truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam luôn biết trân trọng cội nguồn nơi chôn rau cắt rốn. Vâng, và đó chính là top 4 vị trí treo tranh cội nguồn quê hương mà em Ngọc Anh muốn chia sẻ cùng các bác trong video ngày hôm nay. Các bác thấy vị trí nào sẽ phù hợp với không gian nhà mình ạ? Các bác có thể là comment ngay dưới phần bình luận video này để chúng ta cùng nhau giao lưu và cũng như để em có thể là biết thêm về cái vị trí mà chúng ta nên treo tranh cội nguồn quê hương các bác nhá. Và nếu mà các bác muốn liên hệ với em để chúng ta cùng nhau giao lưu thì các bác có thể liên hệ với em qua số hotline đó là 0815009777, hoặc là các bác có thể kết nối với em qua số hotline Zalo đó chính là 0339 737 519 các bác nhé. Bây giờ thì em xin phép được chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của em ạ.